cảm xúc của em như thế nào khi Việt Nam đã chiến thắng trong vòng bán kết này? Em cảm thấy là vui sướng lắm. Chứ khoảnh khắc mà Bùi Tiến Dũng mang áo số 1, khoảnh khắc mà anh lao tới bắt gọn trái bóng thì cũng là lúc anh tóm gọn trái tim em để em để hình nên rồi. Giữa mặt nắng, giữa biển mặt nắng đã lợi yếu ánh rồi, mặt trời của em đây này. U23 Việt Nam vô địch, vô địch, vô địch. Cảm xúc của em như thế nào khi Việt Nam chiến thắng? Em cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc khi U23 Việt Nam được vô chung kết và em mong U23 Việt Nam được vô địch. Em cảm thấy mình là một công dân yêu nước, vì thế khi tụi em đã đi diễu hành mà em vui quá nói mông mùn luôn. Và em có điều gì nhắn nhủ tới Bùi Tiến Dũng, thủ môn Bùi Tiến Dũng? Thủ môn Bùi Tiến Dũng à, em cũng muốn lấy anh nữa mân chồng mà kiểu anh nữa kiêu quái. Em mong anh nữa là bữa sau chung kết là đừng có bắt trật bóng như là Văn Vũ Gòn thì ta thua nữa rồi. Em thấy Bùi Tiến Dũng có nét gì tương đồng với em? Em thấy Bùi Tiến Dũng bắt bóng à, hay chưa bằng em. Chị cho em biết là cảm xúc của chị sau khi U23 được vô chung kết. Bất tuổi là hân vui mà vui tư chí mà ta được đưa luôn đó, cũng vui lắm em luôn nữa, tư chí ta được lên bật lên thật sự hạt tình gọi bất tuổi nhảy cũng vui lắm. Chứ rửa chứ dư chị trả lời cho bà tuổi biết là rửa nhà chị dư chị là cảm thấy thích anh mua nhất. Tuổi là dư thích Bùi Tiến Dũng mà kể anh mừng Bùi Tiến Dũng cho mấy ngay được thó hạt tình nữa. Dạ chứ có lấy không, có lấy không cũng anh mới yếu túi tôi lấy luôn nguyên luôn. Yếu lắm mà nâng, yếu lắm. Gì yếu quái mà nâng ấy. Thêm cái chị cho em hỏi là cảm xúc của chị khi U23 Việt Nam vô chung kết. Ghiến vui. Vui quá mà ngồi cõi mà. Chị nói to lên chứ mày nhà em kèm lắm. Thu được âm thanh không? Tắt lại thầm không? Tắt lại thầm không? Trời ơi, từ chị cho em hỏi cái đã. Cảm xúc của chị rắn mong. Cảm xúc của em sẽ không biết tả rằng được cảm xúc của em bằng chính đồng trái tính. Cái én nữa là em mua. Cái én thu hút. Én là tên khi. Anh dùng. Anh dùng. Ừ, em nói đi nhỉ. Én nữa là quê Thanh Hóa đúng không? Ừ. Nhà em quê ở Thanh Hóa mà em đừng nghĩ là không biết đứa chị. Mình quê Thanh Hóa, nó thành nó mạng chị đó. Hà Tinh. Em ở Hà Tinh nhưng em quê Thanh Hóa. Ừ. Nói giống Huế, con nào con nói giống Huế quá mà. Tôi cắt đi. Một lời là Huế mộng, Huế mơ, Huế thồng lộng hai đứa. Gì? Huế mộng Huế. Dư mà các ăn 11 ăn của U23 Việt Nam mà vô địch là em đủ hạnh phúc, đủ tất cả mọi cảm xúc, đủ rung động. Tại coi như là tại tìm em nó dự đặt cho các anh rồi. Dư cũng biết mặt nắng là cả. Nói chung là đủ hạnh phúc. Đủ một cách hạnh phúc. Đặt anh mô. Em đặt anh ở trong trại tìm. Đấy là trại tím. Trại tím nông cháy của một con người Việt Nam. Em bởi vì là 11 anh nợ là có những anh là có người yêu rồi. Chứ giờ em giờ chị để chọn anh Dũng. Hai anh Dũng cho em hai anh nữa là được rồi. Em không đòi hỏi nhiều. Em chỉ cần hai anh nữa là đủ. Không cần 11 anh sức có. Cho nên là chỉ cần hai anh thôi. Em cầu xin huấn luyện viên Park Hàn cho bạn thế bài help me. Em biết. Xuất quả thể hiện em. Em không muốn. Đây. Để vợ Bùi Tiến Dũng thể hiện. Đấy, em là vợ Bùi Tiến Dũng nhá. Các chị đừng có sân si chồng nè. Đâu không? Chị đá đi đây em bắt cho. Chị đá đi đây em bắt cho. Ồ, ê.